Bánh mì hay bánh mì kẹp kiểu Việt Nam là một loại bánh mì ổ được làm bằng bột mì thông thường và có thể có bột gạo, và là loại thức ăn đường phố phổ biến ở miền Nam Việt Nam, sau này lan ra miền Trung, miền Bắc và hiện tại là một trong những món ăn phổ biến nhất ở Việt Nam. Đa số người Việt sử dụng bánh mì là món ăn nhanh vào buổi sáng hoặc có thể là bữa ăn chính cho phần lớn học sinh, sinh viên và người lao động vì có giá thành phù hợp. Bánh mì du nhập vào Việt Nam khi quân đội viễn chinh của Pháp chiếm thành Gia Định năm 1859. Với người dân Pháp, bánh mì là tinh hoa của ẩm thực nước nhà, là món ăn truyền thống không thể thiếu trong ngày, giống như bát cơm tẻ của người Việt. Vào những năm 50-60 của thế kỷ 20, sự phát triển mạnh mẽ của những lò bánh mì cũng kéo theo quá trình tạo ra những sản phẩm mới để có thể cạnh tranh. Dưới bàn tay tài hoa của những người thợ bánh mì Việt Nam, các ổ bánh mì dần được cải tiến giống như hình dạng phổ biến vào ngày nay. Ổ bánh mì chế biến thêm có nhân thịt trở nên quen thuộc đến mức trở thành món ăn bình dân của người dân đất Sài Gòn nói riêng và Việt Nam nói chung. Tùy thuộc vào thành phần nhân được kẹp bên trong bánh mì nên chúng sẽ có tên gọi khác nhau. Cửa hàng bánh mì đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào năm 1958. Cửa hàng có tên Bánh mì Hòa Mã, nằm trên phố Cao Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Bánh mì thời đó được bán trên những chiếc xe đẩy, phục vụ phần lớn cho tầng lớp lao động. Bánh mì thời gian này được sản xuất trong những lò gạch truyền thống kiểu Pháp. Sau những năm đầu 70, các xưởng sản xuất bánh mì dần thay thế lò gạch bằng lò điện của Nhật, giúp các thợ bánh mì gia tăng hiệu suất. Bên cạnh đó, với chiếc lò nướng của Nhật, hơi nước bên trong được giữ lại với nhiệt độ cao, những chiếc bánh mì trở nên giòn hơn, rỗng ruột và xốp hơn, khác biệt hẳn so với những bánh mì baguette kiểu Pháp. Đây chính là điểm mấu chốt tạo nên bánh mì Việt Nam mà không nơi nào có. Sau năm 1975, khái niệm bánh mì thùng phi hay còn gọi là thùng phi ra đời từ những chiếc lò đầy sáng tạo, làm bằng thùng phi để phục vụ việc kinh doanh hiệu quả hơn. Những lò bánh mì này cấu tạo rất đơn giản, được tạo nên từ những chiếc thùng 200 lít cùng với những lỗ không khí được bố trí một cách hợp lý. Từ cấu tạo đơn giản và khả năng làm ra những ổ bánh mì không kém các loại lò khác, lò thùng phi nhanh chóng trở thành trào lưu ở khắp Sài Gòn. Thời kỳ đó cũng tạo ra các tay thợ danh tiếng cùng thi thố tài năng cạnh tranh với tay nghề chuyên môn của mình. Sau năm 1975, bánh mì Sài Gòn theo chân người Việt Nam vượt biên ra Pháp, Mỹ, Úc, Canada và trở nên phổ biến trên khắp thế giới. Người Mỹ gọi chúng là bánh mì. Cứ như vậy, bánh mì Việt Nam dần dần hoàn thiện cho đến ngày nay. Từ cái nôi Sài Gòn, bánh mì đã đi khắp cả nước, từ Nam ra Bắc. Mỗi nơi đều được các thợ bánh mì biến tấu cho phù hợp với từng hương vị của vùng miền và dần trở thành một nét văn hóa đặc sắc trong nền ẩm thực của nước ta, thu hút bạn bè quốc tế. Theo đánh giá của một tờ báo chuyên về ẩm thực của Mỹ, bánh mì kẹp thịt của những cửa hàng ở Việt Nam là món ăn có hương vị đặc trưng với vỏ ngoài giòn nhưng ruột bên trong lại mềm, nhân bánh vừa đậm đà lại vừa cay nồng. Vào tháng 3 năm 2011, từ bánh mì nhằm để chỉ bánh mì kẹp thịt của Việt Nam có mặt trong từ điển Oxford. Vào tháng 3 năm 2012, chuyên gia du lịch của The Guardian, một tờ báo nổi tiếng của Vương quốc Anh, đã bình chọn bánh mì Sài Gòn thuộc top 10 món ăn đường phố hấp dẫn nhất hành tinh. Bài viết The World's Best Street Food, những món ăn đường phố ngon nhất thế giới, trên tờ The Guardian tháng 12 năm 2012 có đoạn viết: một bí mật ít được biết đến là bánh mì sandwich hay còn gọi là bánh mì ngon nhất thế giới không được tìm thấy ở Rome, Copenhagen hay thậm chí là thành phố New York, mà là trên những đường phố của Việt Nam. Trong dịp đến thăm Việt Nam, nhiều chính khách nước ngoài cũng không quên nếm thử hương vị bánh mì như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama hay cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ngay tới đây chắc các bạn cũng đang rất hứng thú với món bánh mì đúng không nào? Hãy mua và ăn ngay nếu các bạn đang thấy đói nhé! Nếu các bạn chưa từng ăn bánh mì Việt Nam thì đừng quên đi du lịch đến Việt Nam mua cho mình một ổ bánh mì đường phố ở Việt Nam và thưởng thức nhé! Chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng đâu! Nếu các bạn đã từng ăn bánh mì Việt Nam rồi thì đừng quên để lại bình luận bên dưới ý kiến của các bạn về món ăn này nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé! Và hãy share nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích! Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!